cầu số 4 ấy. Khoảng lặng trước bão là đây. Biển lặng, trời nắng gắt và không có gió. Nhưng mọi hoạt động chuẩn bị trước bão lại rất khẩn trương. Hiện tại cũng rất là hoang mang và lo sợ. Chúng tôi cũng đã triển khai thu dọn đồ đạc, rồi các ô cọ, rồi bàn ghế sạp trước. Cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang, đấy, cán bộ trên địa bàn huyện đấy, hỗ trợ rồi anh em về quán xá để dọn dẹp, để phòng chống làm sao một cách gọi là tốt nhất. Hiện tại trên địa bàn đảo Cô Tô chỉ còn 2 khách du lịch, không còn khách nước ngoài. Mọi hoạt động kinh doanh đã tạm dừng. Trực ban 24/24 giờ được triển khai tại toàn bộ 3 đảo có cư dân sinh sống là Cô Tô Lớn, Thanh Lân và đảo Trần. Là quần đảo tiền tiêu và sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên. Chúng tôi cũng xác định được cái mức độ tác động của cơn bão này. Ngay từ ngày 1 tháng 9 thì chúng tôi đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị. Đến giờ phút này thì gần như khoảng trên 90% các phương tiện đánh bắt thủy hải sản của ngư dân của địa bàn huyện Cô Tô cũng như các địa bàn khác thì đã di chuyển vào các nơi tránh trú bão theo quy định và các vùng neo đậu tự nhiên đảm bảo an toàn ở trên huyện đảo Cô Tô. Công tác tuần tra trên biển tiếp tục được triển khai để đảm bảo thực hiện nghiêm lệnh cấm biển. Gần 530 tàu thuyền đã được vào nơi tránh trú an toàn. Chúng tôi xác định đây là một trọng điểm, cho nên chính vì vậy là chúng tôi đã có cái chỉ đạo rất là sát sao đối với địa phương và lực lượng vũ trang trên đảo. Rà soát lại hết tất cả lực lượng, vật chất, phương tiện, đặc biệt là cái bảo đảm về hậu cần để có thể là ứng phó với lại bão và mưa lớn dài ngày, hoàn lưu sau bão. Các cụm dân cư ở đảo Cô Tô hầu hết ở hướng Tây, vị trí ít chịu tác động của gió bão nhất. 90% nhà cửa và khách sạn là nhà kiên cố đã từng chịu tác động của gió mạnh cấp 10. Lệnh giới nghiêm dự kiến sẽ được triển khai trước thời điểm bão đổ bộ khoảng 6 giờ đồng hồ.